Chào tất cả mọi người nhé, mình là Trung Phủ Hàn. Chào mừng mọi người đã đến với video mới của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đan mới của mình. Đây là mình đan làm lồng đèn mọi người nhé. Mình đan lồng đèn để làm đồ trang trí trong nhà mọi người ạ. Cái lồng đèn này thì mình thấy là có một số nhà người ta có mua về làm đồ trang trí mọi người. Người ta sẽ làm to hơn của mình và có những kiểu người ta làm khác hơn. Kiểu là nói chung là kiểu đan thì nó giống nhau thôi, nhưng mà người ta sẽ cái thì người ta sẽ làm tròn, cái thì người ta sẽ làm kiểu hình bầu dục cái dài dài hơn một chút. Nhưng mà người ta mua thì cũng không biết, mình không biết là giá là bao nhiêu. Thế người ta bảo là cũng khá là đắt, nên là mình đã tìm hiểu và học được cái đan này á. Nên là hôm nay mình đan, nói chung là mình đan này mình cũng là làm đồ trang trí trong nhà và vừa là chia sẻ cho mọi người. Có thể là mọi người, các bạn có những người mà người đam mê cái bộ môn máy đan này thì mọi người có thể xem cách của mình đan và mọi người có thể đan để làm cái đồ dùng trang trí trong nhà của mình. Nhưng mà mọi người thấy xem video mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một lần like và chia sẻ video cho mình nhé. Và những bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể là đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực để lần sau mình sẽ chia sẻ làm nhiều video hơn cho mọi người xem. Mọi người đừng quên là bật chuông thông báo để lần sau mình đăng video mới ấy, mọi người sẽ là những người nhận được thông báo sớm nhất từ kênh của mình mọi người nhé. Với lại là công việc chính của mình thì vẫn làm thời hạn mọi người nhé, nên là lâu lâu mỗi tuần như thế mình sẽ cố gắng tận dụng những thời gian, những lúc rảnh rỗi mình sẽ làm mỗi tuần như thế. Mình sẽ làm tầm một video gì đấy để chia sẻ đến mọi người. Có thể là tuần nào mình có nhiều thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ có thể mình sẽ làm đến 2-3 video chẳng hạn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mỗi tuần như thế mình sẽ làm một video để chia sẻ đến mọi người. Nên là rất mong là được nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Rồi, mình chúc mọi người xem video vui vẻ mọi người nhé.
Hãy subscribe.